đạo diễn Đỗ Minh Tuấn từ lâu đã trở nên hư hỏng, mất nết, kéo bè kéo cánh với đám vong nô bợ đít Mỹ. Thôi thì Tuấn bợ đít nâng bi cho ai thì tùy, không ai cấm. Nhưng xuyên tạc, bịa đặt các sự kiện lịch sử để bôi nhọ dân tộc, xúc phạm bà lị lãnh đạo đất nước thì là một câu chuyện của luật pháp. Những ai theo dõi Facebook của anh đạo diễn này đều thấy rõ, không một status nào của ông ta mà không chửi bới chế độ, xuyên tạc sự thật hoặc tiếp tay cho các luận điệu vu cáo Việt Nam của các thế lực thù địch. Đặc biệt, Tuấn xuyên tạc bất cứ thứ gì liên quan đến bất cứ chủ trương nào của Đảng và Nhà nước. Từ câu chuyện biển đảo, môi trường, luật đặc khu, luật an ninh mạng, bản quyền bóng đá ASEAN 18, cho đến những thứ chổi cùn rẻ rách, Tuấn đều liên tưởng và gán ghép cho tới việc bán nước cho Tàu hay dâng đất cho Tàu hoặc đấu đá nội bộ. Viết gì là quyền của Tuấn, nhưng không được ảnh hưởng tới người khác, không được vi phạm luật pháp. Mới nhất, cách đây 2 giờ đồng hồ, Đỗ Minh Tuấn viết status có tên danh sách bọn phò Tàu, bè lũ 5 tên hay bè lũ 7 tên. Trong đó, Đỗ Minh Tuấn ngang nhiên lập danh sách và quy kết 5 người làm tay sai bán nước cho Trung Quốc. Tuấn viết: Trung Quốc thời cách mạng văn hóa năm 1966 và 1976, cô đưa danh sách bè lũ 4 tên để toàn dân nguyền rủa và đấu tố. Ở ta không có phong trào được phát động như thế, nhưng chúng ta cũng nên lập ra danh sách như bè lũ 5 tên hoặc bè lũ 7 tên, gồm những kẻ bưng đất nước sang cho Tàu, đưa dân tộc vào cảnh bị lệ thuộc về chính trị, bị mất đất, mất rừng, mất tài nguyên, mất biển đảo, ngư dân bị bắn giết, đâm chìm Tàu, xua đuổi, cướp bóc, mất an ninh đời sống cho các mưu đồ đầu độc, phá hoại và ám hại thâm hiểm như gài 16 chữ vàng 4 tốt vào não đám lãnh đạo, khai thác bauxit hủy hoại môi trường tây nguyên, chiếm biển đảo xua đuổi các đối tác của Việt Nam, mua móng trâu trộn chất độc vào sữa trẻ em, vào quần áo và hàng hóa nhập khẩu, ghe chít gián điệp vào máy tính hay điện thoại thông minh, nhiều âm mưu và tội ác không kể xiết. Tôi nghĩ ở ta không chỉ có bè lũ 4 tên mà phải đến 5-7 tên. Đỗ Minh Tuấn láo xược quy kết rằng: 1. Nguyễn Văn Linh, đạo diễn hội nghị Thành Đô, chính thức bưng đất nước sang cho Trung Quốc, làm tan rã tâm thức dân tộc khi toàn dân luôn nghe tin đồn sắp phải sáp nhập vào Trung Quốc, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam thiếu trách nhiệm với an ninh lòng dân, không hề minh bạch công khai hóa nội dung hội nghị. 2. Nông Đức Mạnh ký kết với Trung Quốc những việc có tính hợp tác chiến lược, bưng dự án bauxit vào Việt Nam, mở đầu kỷ nguyên các dự án Trung Quốc, người Trung Quốc tràn ngập vào Việt Nam và những núi tiền nợ nần Trung Quốc ngày càng cao ngất, đặt nền móng cho đám 3X bắt tay và làm ăn với Tàu khắp lãnh thổ Việt Nam. 3. Nguyễn Phú Trọng tiến thêm một bước từ chiến lược thân Trung Quốc ỡm ờ mang nhiều tính tượng trưng trước đó. Nguyễn Phú Trọng đã triển khai với tư duy chiến lược ngày càng đưa đất nước vào vòng lệ thuộc Trung Quốc với những nhân nhượng vô tiền khoáng hậu về chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền lãnh hải và biển đảo. 4. Nguyễn Minh Chính, theo các thông tin tôi mới nhận được từ bạn bè Facebook cung cấp, thì đây là tên trùm mafia Tàu đã bán rẻ mỏ than cho Trung Quốc, làm cạn kiệt than Hồng Gai từ lâu, nay lại mua lại than từ Trung Quốc, đắt gấp nhiều lần. Đây là kẻ đầu tiên mở biên giới cho Trung Quốc tự do đi lại, một kẻ gian hùng, nguy hiểm, tay phải của Tổng Bí Thư và tay phải của Trung Quốc ở Việt Nam hiện nay. 5. Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư. Đây là kẻ chủ mưu trực tiếp vẽ ra luật đặc khu với những câu chữ gài cắm gian xảo để buông bỏ chủ quyền lãnh thổ cho Trung Quốc, một hình thức nhượng địa bán công khai cho Tàu. Liệt kê 5 người, kể cái gọi là tội trạng của họ và kêu gọi đồng bọn lập thêm danh sách, Đỗ Minh Tuấn đã vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng. Là người theo dõi Facebook của Đỗ Minh Tuấn từ lâu, tôi biết Tuấn là kẻ chở cờ, khát khao lật đổ chế độ chính trị hiện tại. Từ chỗ rén rén đăng status nói xấu chế độ, nói xấu lãnh tụ Hồ Chí Minh, thấy không bị nhắc nhở hay bị xử lý, Tuấn tiến thêm một bước là công khai, trắng trợn, lợi dụng Internet làm công cụ tuyên truyền những điều sai sự thật về đất nước, con người Việt Nam. Công khai chỉ trích mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, của các bộ ngành. Và cho đến nay, đến lúc này, Đỗ Minh Tuấn công khai thách thức pháp luật và dư luận rằng việc tấn công trực diện không cần che đậy nhằm thẳng vào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính. Tuấn viết nhầm trong status là Nguyễn Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư và Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải. Là công dân thủ đô, chúng tôi kêu gọi Công an Hà Nội sớm vào cuộc điều tra và làm rõ xử lý Đỗ Minh Tuấn trước pháp luật.